Chào mừng các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm cùng với gia đình của Lực và Jenny. Hôm nay là đầu mùa xuân và cũng là ngày một ngày tháng 4 âm lịch. Thì vào cuối tuần này thì ở chùa Đạo Bảo Lâm có tổ chức một cái ngày lễ lớn trong Phật giáo, gọi là ngày lễ Phật Đản Sanh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài quang cảnh đẹp ở xung quanh chùa Bảo Lâm, cũng như là những nghi thức mà chùa Bảo Lâm thực hiện tổ chức trong cái ngày lễ Phật Đản Sanh như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ đi dạo một vòng của khu vực bên ngoài của chùa. Ở nơi đây mình thấy trang hoàng cũng như là cây cảnh rất là thoáng mát. Thì ở chùa Bảo Lâm có một cái khu vườn gọi là Đào Viên. Thì nơi này chắc là thầy trụ trì đã trồng rất là nhiều những hoa anh đào. Thì vào đúng cái mùa mà hoa anh đào nở thì chắc sẽ có là nhiều hoa anh đào nở lắm, cho nên thầy mới đặt tên là cái khu vực Đào Viên. Thì mình sẽ dạo một vòng. Trước tiên là cái khu vực này gọi là cái vườn rau của chùa. Thì nơi này là vào mùa hè thì chùa sẽ trồng những cái loại rau thơm như là những cái cây ăn quả để dùng để sinh hoạt trong gian bếp của nhà chùa, trồng bằng hữu cơ phục vụ cho các món ăn chay, rất là tốt cho sức khỏe. Thì nơi đây có một khoảng đất cũng khá là rộng, sẽ tận dụng trồng rất là nhiều những loại rau và những loại cây ăn trái. Ngôi chùa Bảo Lâm được dưới sự điều hành của sư thầy Thượng tọa Thích Minh Hiển, từng ở học ở Ấn Độ học Phật nhiều năm, rồi sư được bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Sư mua căn nhà cuối năm 2013, có sân cỏ rộng gần một mẫu, thế đất nằm trên cao so với mặt đường, gần trường tiểu học và cách xa các nhà dân khác, tạo sự riêng biệt cho ngôi chùa. Vào năm 2015 thì tòa chánh điện được xây dựng, có sức chứa vài trăm người. Và xung quanh khuôn viên thì có đặt một cái tượng Phật Quan Âm. Rồi một thời gian sau đó thì đặt thêm một tượng Phật Thập Bát La Hán, các tượng đá tạc từ Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. Và sau đó thì thầy trồng rất là nhiều hoa xung quanh ở khu vực cái hoa viên này. Thì sư Thích Nam Minh Hiển đã từng học môn nghệ thuật trang trí Phật giáo ở Ấn Độ, cho nên khi mà trang trí phong cảnh cho chùa Bảo Lâm từ chánh điện cho đến bên ngoài khuôn viên trông rất là đẹp mắt. Sư đã tạo tự tay đào đất và trồng cây, làm các công việc nặng nhọc cùng Phật tử để hoàn thành một ngôi chùa cho hoàn thiện. Hoa anh đào được trồng ở đây thì nếu mà mình đến viếng chùa vào những ngày mà đúng vào cái dịp hoa anh đào nở thì chắc chắn sẽ có một cái ngày hội ngắm hoa anh đào ở chùa Bảo Lâm rất là đẹp mắt. Thì mình hiện giờ thì đã trồng được cũng khoảng mình nghĩ là chắc cũng khoảng vài chục cây đó. Thì khi mà mình lạc bước vào cái hoa cảnh của chùa Bảo Lâm thì giống như một nơi mà bồng lai tiên cảnh vậy đó. Cảm giác rất là nhẹ nhàng và thanh tịnh khi mà ngắm hoa ở đây, cũng như là có những cái đàn cá bơi lội nè, rồi những cái nhà mát cho mình có thể ngồi để uống trà, hoặc là mình đi dạo một vòng ngắm những tượng Phật của 18 vị La Hán và những cây cảnh xung quanh đây.
Chùa Bảo Lâm tọa lạc ở thành phố Westchester, cách thành phố Cincinnati khoảng nửa giờ lái xe, thuộc về phía nam của tiểu bang Ohio. Người Việt Nam sống rải rác ở xung quanh đây, và mỗi chủ nhật thì có khoảng vài chục Phật tử đến chùa tụng kinh và thọ trai. Các mùa lễ Phật đản hay lễ Vu Lan hay là Tết âm lịch thì chùa cũng có tổ chức những ngày lễ hội lớn, và Phật tử đến đây từ nhiều những bang xa hơn, và có thể đến đây khoảng vài trăm Phật tử để viếng chùa hàng năm. Và mình thấy cái lượng khách này càng lúc càng tăng, bởi vì ngôi chùa càng ngày càng hoàn thiện hơn và rất là đẹp mắt. Có thể là thu hút cũng rất là nhiều Phật tử đến đây để trai tăng cũng như là học Phật về cho tâm hồn nó nhẹ nhàng hơn. Sau khi mình đã dạo một vòng của khu vực đạo viên của chùa Bảo Lâm thì phần tiếp theo đó là mình sẽ đi vào cái khu vực chánh điện của chùa để tham gia cái ngày lễ Phật đản của chùa hàng năm. Thì trong chùa thì bây giờ đã đến giờ làm lễ của sư thầy. Sư thầy và các Phật tử đã đang làm lễ đọc kinh cũng như là làm các nghi thức quan trọng cho cái ngày lễ Phật đản thêm trang nghiêm và trang trọng. Các Phật tử ai cũng mặc áo dài lam, rất là thể hiện sự trang nghiêm, tôn trọng của các Phật tử khi mà làm lễ ở tại chùa.
Theo một số kiến thức thì mình đã tìm hiểu được thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của ngày lễ Phật Đản như thế nào. Thì cái ngày lễ Phật Đản còn là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của Đạo Phật: lễ Phật Đản, lễ Vu Lan và lễ Thành Đạo. Thì cái ngày lễ Phật Đản được tổ chức hàng năm vào rằm tháng 4 ở các nước theo Đạo Phật là để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Trong đại lễ, Phật tử không sát sinh, chỉ ăn chay, phóng sinh và làm các công việc thiện nguyện. Theo sách Phật thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân từ Thái tử Tất Đạt Đa, dòng họ Cồ Đàm, vương tộc Thích Ca. Ngày được cho là sinh ra vào ngày rằm tháng 4 âm lịch vào năm 624 trước Tây lịch, theo lý giải của phái Nam Tông, vào mùng 8 tháng 4 âm lịch, theo lý giải của phía Bắc Tông, tại vườn Lâm Tỳ Ni, nơi nằm giữa Ca Tỳ La Vệ và Deva Daha ở Nepal. Chính vì thế, lễ Phật Đản được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng 4 ở các nước theo Đạo Phật và là để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Về ý nghĩa là vào ngày lễ là Phật tử thường vinh danh Tam Bảo, Phật Pháp Tăng qua các hình thức như dâng cúng, tặng hoa đến và nghe thuyết giảng, và thực hành ăn chay và giữ giới, tứ vô lượng tâm, thực hành bố thí và làm theo việc từ thiện, tặng quà tiền cho những người yếu kém hơn trong cộng đồng. Một trong những nghi thức quan trọng nhất không thể thiếu trong cái ngày lễ Phật Đản đó chính là tắm Phật. Tắm Phật trong ngày lễ Phật Đản là để những người con của Phật tưởng nhớ kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Ngài đã mang ánh sáng chân lý soi rọi vào cuộc sống, xóa tan những nỗi khổ niềm đau. Tắm Phật là tắm những phiền não trong lòng, gột rửa đi những sân hận để cho tâm được thanh lương, mát mẻ, hướng đến một đời sống an lạc. Thì tắm Phật là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh. Ngoài mục đích là kỷ niệm Phật Đản Giáng sinh, còn mang một ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh, ba nghiệp thân khẩu ý của con người. Sau khi chùa đã thực hiện xong một ngày lễ Phật Đản, những cái nghi thức đã hoàn tất thì các Phật tử được mời dùng một bữa cơm chay cùng với chùa. Hôm nay cơm chay cũng có rất là nhiều những cái món ăn thực đơn rất là phong phú, thì mọi người sẽ có một bữa cơm trưa cùng với chùa cũng như là cái bữa cơm rất là nhiều những món ăn ngon. Thì mình thấy có nhiều món ăn ngon lắm nè. Thì bên trong vẫn còn có một cái món gọi là bún măng nữa.
cho nên là tùy Phật tử thích món nào thì đều được các những người giúp đỡ ở đây phục vụ tận tình. Mình rất là thoải mái khi mà đến chùa cùng với các Phật tử, và một cái ngày lễ thật là trang nghiêm và vui vẻ. Hôm nay cả nhà mình đã có một ngày đi dự ngày lễ Phật đản ở chùa Bảo Lâm rất là trọn vẹn và vui vẻ. Hy vọng là sẽ mang đến cho các bạn những phút giây thư giãn cũng như là những thông tin rất là thú vị về cái ngôi chùa Bảo Lâm đẹp ở Ohio này. Thì những cái bạn, các bạn nào ở vùng lân cận ở đây mà chưa biết đến ngôi chùa Bảo Lâm thì hãy nên tham dự một lần, bảo đảm các bạn sẽ rất thích thú và trở lại vào những lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.